Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin tối thứ sáu ngày 4 tháng 8 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Thời tiết khắc nghiệt đang làm thay đổi ngành bảo hiểm của Canada và làm tăng chi phí. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở Canada có ý nghĩa gì đối với Ngân hàng Trung ương Canada? Các chủ doanh nghiệp đang giống lên hồi chuông cảnh báo về giá thuê tăng vọt. Lệnh cấm gạo của Ấn Độ đang ảnh hưởng đến người dân Canada, nhưng một số người có thể đang hoảng loạn mua nhầm loại gạo. Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine RSV đầu tiên cho người lớn tuổi. Trí tuệ nhân tạo AI đã được chứng minh là cải thiện độ chính xác của phát hiện ung thư vú. Nữ ca sĩ Taylor Swift sắp đến Canada, nhưng bạn thật sự có thể mua được vé hay không lại là một vấn đề khác. Cùng một số tin xã hội đáng chú ý. Để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang làm thay đổi ngành bảo hiểm của Canada, tần suất ngày càng gia tăng của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt ở Canada đang khiến cho phí bảo hiểm tăng đột biến do biến đổi khí hậu, làm thay đổi bối cảnh rủi ro trên toàn quốc. Các công ty tái bảo hiểm toàn cầu ở Canada bao gồm một phần đáng kể rủi ro chính sách ở Canada đã tăng chi phí bảo hiểm ở Canada từ 25 đến 100% vào mùa thu năm ngoái. Mặc dù không phải tất cả các khoản tăng phí bảo hiểm này đều được chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng, nhưng một số khu vực ở phía Tây và một phần của Đại Tây Dương Canada đã trải qua các đợt tăng phí bảo hiểm cao bất thường. Vào tháng 6 vừa qua, mức tăng giá hàng năm đối với bảo hiểm nhà ở đặc biệt đáng kể ở khu vực Nova Scotia tăng 11,9%, tỉnh bang British Columbia đã tăng 10,3% và ở tỉnh bang Alberta đã tăng 9,7%. Tác động của việc tăng phí bảo hiểm đang trở nên đặc biệt khó khăn đối với các nhà điều hành du lịch và khách sạn ở tỉnh bang BC. Những người này đang gặp khó khăn trong việc mua bảo hiểm có giá cả phải chăng do rủi ro cao gây ra cho doanh nghiệp. Trong khi bảo hiểm tài sản cá nhân vẫn chưa bị ảnh hưởng đáng kể, các chuyên gia cảnh báo rằng tình hình có thể thay đổi khi biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng, làm gia tăng rủi ro với tốc độ vượt quá mong đợi. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada một lần nữa đã tăng lên, báo hiệu những thách thức trong việc tạo việc làm để theo kịp tốc độ tăng dân số. Vào tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 5,5% và đây là tháng thứ ba liên tiếp mà tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, Ngành xây dựng bị mất việc làm đáng kể nhất, trong khi các ngành chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội có mức tăng việc làm đáng kể nhất. Một yếu tố góp phần vào tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2001. Những mức lãi suất cao này đã khiến cho việc vay mượn trở nên đắt đỏ hơn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng, điều này dự kiến là sẽ dẫn đến mất công việc làm. Với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng thì có ý nghĩa gì đối với Ngân hàng Trung ương Canada? Thị trường lao động yếu đi có thể ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Canada, được ấn định là vào ngày 6 tháng 9. Các nhà kinh tế tin rằng Ngân hàng Trung ương sẽ xem xét dữ liệu bổ sung, chẳng hạn như là báo cáo lạm phát vào tháng 7 và số liệu của GDP tổng sản phẩm quốc nội vào tháng 6 trước khi đưa ra quyết định. Một số nhà phân tích thì cho rằng trường hợp Ngân hàng Canada không tăng lãi suất chính sách của mình vì được củng cố do số liệu việc làm kết hợp với báo cáo lạm phát mới nhất. Tuy nhiên, những người khác duy trì cách tiếp cận thận trọng hơn và tin rằng Ngân hàng Trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế khác nhau trước khi đưa ra quyết định tăng lãi suất trong tương lai. So sánh với nước láng giềng phía nam, thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn ổn định với 187.000 việc làm được tạo thêm trong tháng 7, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 3,5%. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Các chủ doanh nghiệp ở Canada đang giống lên hội chuông cảnh báo về giá thuê tăng vọt. Liên minh Battleway là một nhóm đại diện cho các doanh nghiệp Canada đang ủng hộ việc kiểm soát tiền thuê đối với các đơn vị thương mại để đáp ứng với mức tăng được báo cáo từ 10 đến 20%. Không giống như các đơn vị cho thuê nhà ở thường có giới hạn tăng tiền thuê, các không gian thương mại hiện thiếu các quy định như vậy. Việc thiếu kiểm soát tiền thuê đã dẫn đến việc tăng tiền thuê đáng kể đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ khi gia hạn hợp đồng cho thuê. Cuộc khảo sát của Liên minh cho thấy gần 75% doanh nghiệp đã từng bị tăng tiền thuê 10% hoặc là cao hơn. Đại dịch đã khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp mắc nợ nhiều hơn và phải vật lộn để đối phó với việc tiền thuê nhà tăng cao. Liên minh hy vọng rằng sẽ thấy các hạn chế về tăng tiền thuê nhà được bổ sung vào đạo luật thuê nhà thương mại để giải quyết vấn đề này. Lệnh cấm gạo của Ấn Độ đang làm ảnh hưởng đến người dân Canada, nhưng một số người có thể đang hoảng loạn mua nhầm loại gạo lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng loại không phải là basmati của ấn độ đang ảnh hưởng đến các nhà bán lẻ cũng như là người tiêu dùng tại canada các nhà buôn đều khuyến cáo là người dân không nên mua gạo basmati dự trữ vì loại gạo này là không phải loại gạo bị cấm thiếu hụt gạo ấn độ đang gây tăng giá tại canada người dân thu nhập thấp đặc biệt là những người thường ăn gạo hàng ngày thì sẽ cảm nhận rõ sự tác động của giá gạo tăng cao giá gạo dự kiến là sẽ tăng do ảnh hưởng của lệnh cấm đến thị trường toàn cầu Lệnh cấm nhằm bảo đảm cung cấp đủ gạo trắng không phải loại basmati trên thị trường trong nước Ấn Độ và kiềm chế sự tăng giá. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine đầu tiên chống lại virus hợp bào hô hấp, tức là RSV, cho người lớn từ 60 tuổi trở lên. Nhà sản xuất GSK cho biết cơ quan liên bang đã phê duyệt loại vaccine mới có tên là Araxi các bác sĩ đã kêu gọi chủng ngừa RSV cho người cao niên vì mặc dù loại virus này phổ biến nhưng người cao tuổi có nhiều khả năng bị bệnh nặng và phải nhập viện. Mùa RSV ở Canada thường bắt đầu vào cuối mùa thu và kéo dài đến mùa xuân. Công ty GSK cho biết một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cho thấy vaccine này có hiệu quả 82% trong việc ngăn ngừa bệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra so với những người cao niên dùng giả dược vaccine có hiệu quả 94% trong việc ngăn ngừa bệnh tật ở người cao tuổi mà đang mắc các bệnh lý khác, tức là các bệnh lý nền. Một nghiên cứu được công bố trên The Lancet Oncology đã phát hiện ra rằng trí tuệ nhân tạo AI là một công cụ an toàn và hiệu quả để phát hiện ung thư vú, đồng thời có thể cải thiện độ chính xác của chẩn đoán. Nghiên cứu sử dụng AI để hỗ trợ các bác sĩ chụp quang tuyến vú giúp giảm 44,3% khối lượng công việc đọc màn hình của bác sĩ. Nghiên cứu này được thực hiện ở Thụy Điển đã quét hơn 80.000 phụ nữ từ 40 đến 80 tuổi và xếp họ ngẫu nhiên vào một nhóm can thiệp. Các bác sĩ chụp quan tuyến vú có sự hỗ trợ của AI hoặc là một nhóm kiểm soát, trong đó thì các bác sĩ chụp quan tuyến vú mà không có AI hỗ trợ. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ phát hiện ung thư tương tự giữa các nhóm nhưng mà nhóm được hỗ trợ bởi ai trí tuệ nhân tạo có khối lượng công việc đọc màn hình thấp hơn đáng kể những tiến bộ của ai trong chăm sóc sức khỏe đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc cải thiện tỷ lệ phát hiện ung thư và giảm các kết quả dương tính và âm tính giả trở thành một công cụ có giá trị trong việc sàng lọc và điều trị ung thư phú một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí ung thư lâm sàng đã phát hiện ra rằng Phụ nữ mà được khám sàng lọc ung thư vú sớm trước 50 tuổi có cơ hội sống sót sau ung thư vú cao hơn. Nghiên cứu này được thực hiện ở Canada đã được sử dụng dữ liệu của hơn 50.000 phụ nữ từ 40 đến 59 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú từ năm 2002 đến 2007. Nghiên cứu cho thấy, các tỉnh và vùng lãnh thổ có sàng lọc sớm cho phụ nữ từ 40 đến 49 tuổi có nguy cơ tử vong do ung thư vú thấp hơn. Cơ hội sống sót sau ung thư vú 10 năm sau khi chẩn đoán cao hơn ở những vùng được sàng lọc sớm so với những vùng không được sàng lọc. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và sàng lọc ung thư vú, đồng thời các nhà nghiên cứu ủng hộ giới hạn độ tuổi thấp hơn để tự giới thiệu đến các chương trình sàng lọc ung thư vú nhằm để cải thiện khả năng tiếp cận của phụ nữ đi thiệt thòi và người nhập cư mới đến Canada. Ung thư vú vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50 ở Canada và các biện pháp sớm để phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót. Các vụ lừa đảo hóa đơn tiện ích ở thành phố Mississauga và Brampton của tỉnh bang Ontario đã khiến nhiều nạn nhân mất một số tiền đáng kể. Những kẻ lừa đảo này sử dụng tấn công giả mạo gọi là phishing scam, liên hệ với khách hàng và lừa họ chia sẻ thông tin cá nhân như là mật khẩu trực tuyến và số thẻ tín dụng những kẻ lừa đảo nói rằng là họ đến từ một công ty có tên là Utility Savings Expert, tức là chuyên gia tiết kiệm tiện ích, và cung cấp cho khách hàng tới 50% giảm giá hóa đơn tiện ích. Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân thì những kẻ lừa đảo này thay mặt cho nạn nhân thực hiện thanh toán hóa đơn giả bằng cách sử dụng thông tin có được. Sau đó chúng chuyển một số tiền đáng kể vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và yêu cầu chuyển lại một số tiền lớn thông qua chuyển khoản điện tử tuy nhiên là các khoản thanh toán và tiền gửi của những kẻ lừa đảo được các tổ chức tài chính coi là không đủ tiền gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho các nạn nhân cảnh sát khu vực vùng peel đang cảnh báo cư dân hãy nên thận trọng với những trò gian lận như vậy và xử lý bất kỳ yêu cầu tiền nào từ những người hoặc là công ty mà không xác định một cách đáng ngờ mọi người được khuyên là nên thận trọng trong khi chia sẻ thông tin cá nhân hoặc là tài khoản với bất kỳ ai và hãy xác minh tính hợp pháp của những đề nghị đó nếu bất kỳ ai có thông tin liên quan đến loại lừa đảo này thì hãy liên hệ với cảnh sát hoặc là Pew Crime Stoppers. Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Thưa quý vị, việc tìm kiếm một căn hộ giá cả phải chăng để thuê ở thành phố Toronto ngày càng trở nên khó khăn do giá nhà tăng đột biến và nguồn cung thì hạn chế. Chi phí trung bình của một căn hộ, một phòng ngủ đã vượt quá 2.500 đô la, cùng với chi phí sinh hoạt của thành phố cũng tăng lên cùng với dòng người nhập cư mới đến Canada. Các chủ sở hữu nhà đối mặt với lãi suất thế chấp cao hơn, đang cho thuê những không gian có sẵn hoặc là tăng giá thuê để đối phó với những thách thức kinh tế. Tình trạng này đã dẫn đến một số vấn đề trên thị trường cho thuê. Chẳng hạn như là căn hộ bachelor nhỏ dành cho người độc thân ở North York được cho thuê với giá là 950 đô la. Mới đây thì trong một bài đăng cho thuê trên Kijiji, căn hộ nhỏ ở tầng hầm gần Stills và Bathurst chỉ rộng 300 feet vuông và được đăng là có phòng tắm riêng. Tuy nhiên ngoài phòng tắm thì các bức ảnh cho thấy chỗ ngủ chỉ là một chiếc giường nhỏ xíu được đặt ở góc bếp Bài đăng cho thuê này đã cho thấy thị trường đã trở nên tồi tệ như thế nào, vì ai đó đã phải sống trong những điều kiện như thế này. Tệ hơn nữa thì tổng quan của danh sách nói rằng các thiết bị appliance không được bao gồm. Ngoài ra không bao gồm bãi đậu xe, không gian ngoài trời hoặc là các tiện ích. Nghĩa là người thuê nhà phải trả hơn 1.000 đô la để thuê một căn hộ mà nhỏ hơn một số tủ quần áo walk-in closet. Không có không gian sống, không có không gian ăn uống, và không có chỗ ngủ thích hợp, thậm chí là không phải một chiếc giường thực sự. Đây dường như là một đơn vị cho thuê không hợp pháp, người thuê nhà còn được yêu cầu là phải trả tiền đặt cọc thuê tháng đầu và tháng cuối, phải có báo cáo tín dụng, giấy xác nhận việc làm và hai pay stub phơi lương gần đây cũng như là ID của chính phủ và phải ký thuê tối thiểu là 6 tháng. Một thành phố ở Canada được xem là thành phố an toàn nhất và bạn có thể đoán được là thành phố nào hay không? Thưa vâng thành phố Toronto thật ra là nơi an toàn nhất trong nhiều năm nhưng không nhiều người tin vào điều đó. Theo dữ liệu từ Sở Cảnh sát Toronto, thành phố Toronto đang giảm nhẹ tỷ lệ tội phạm, đặc biệt là các vụ xả súng. Cho đến nay vào năm 2023 thì đã có tổng cộng 176 vụ nổ súng, với 58 người bị thương và 16 người tử vong, đánh dấu mức giảm 23% so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Đây là số vụ xả súng thấp nhất trong vòng 7 tháng đầu năm kể từ năm 2015, Tuy nhiên, bất chấp những xu hướng tích cực này thì có một số vấn đề nghiêm trọng và đáng lo ngại, bao gồm cả các vụ nổ súng vào ban ngày và những lo ngại về an toàn trên phương tiện giao thông công cộng. Những vấn đề này cùng với những thách thức khác như là dịch vụ công cộng xuống cấp, khủng hoảng nhà ở và vô gia cư, chi phí sinh hoạt cao và dòng người nhập cư đã góp phần tạo nên nhận thức về thành phố là thành phố Gotham, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm chung của thành phố. Mặc dù giảm được một số loại tội phạm là một dấu hiệu đầy hứa hẹn, nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng cần được giải quyết để cải thiện an toàn và an ninh ở thành phố Toronto. Thị trưởng mới của thành phố sẽ phải đối mặt với thách thức giải quyết những lo ngại này và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường an toàn công cộng và giải quyết các vấn đề cấp bách khác mà cư dân gặp phải. Tuy nhiên, những số liệu thống kê mới này từ các nhà chức trách có một chút hứa hẹn cũng như sự sụt giảm được ghi nhận về các sự cố an toàn và an ninh trên phương tiện công cộng. Lynx Air là một hãng hàng không của Canada đang giảm giá 25% giá vé cho các chuyến bay từ ngày 5 tháng 9 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023. Du khách có thể sử dụng mã khuyến mãi Book Early khi đặt chỗ trực tiếp với Lynx Air để được giảm giá. Giảm giá này có thể được sử dụng nhiều lần, thuận tiện cho những người lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi trong mùa thu cũng như là mùa đông. Một số ví dụ về giảm giá vé một chiều như là các chuyến bay từ thành phố Calgary đến Vancouver với giá là 45 đô la 28 cent. Các chuyến bay từ Toronto đến Halifax thì chỉ có giá 54 đô la 65 cent, và các chuyến bay từ thành phố Calgary đến Los Angeles có giá là từ 108,45 đô la. Chương trình giảm giá sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023. Lynx Air khai thác các chuyến bay từ các sân bay của Canada như là Calgary, Edmonton, Halifax, Hamilton, Montreal và Toronto đến nhiều điểm khác nhau, bao gồm Las Vegas, Los Angeles, Orlando và Phoenix ở Hoa Kỳ. Người dân đang được cảnh báo hãy chuẩn bị cho một kỳ nghỉ cuối tuần dài tắt ngãn giao thông ở khu vực quanh Toronto. Nếu bạn dự định đến thành phố Toronto vào kỳ nghỉ lễ Long Weekend cuối tuần này, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho việc các con đường lớn bị đóng cửa và tắt ngãn giao thông do các sự kiện và lễ kỷ niệm khác nhau, bao gồm là Toronto Caribbean Carnival Grand Parade và lễ hội khác. Lễ hội sẽ khiến một số tuyến đường huyết mạch bị tắc nghẽn từ thứ bảy, ngày 5 tháng 8, lúc 12 giờ sáng cho đến chủ nhật, ngày 6 tháng 8 lúc 7 giờ sáng. Các điểm đóng cửa quan trọng bao gồm là Lexor Boulevard West từ Fort York Boulevard đến Coborn Lodge Drive và Strogen Avenue về phía nam từ Fleet Street cùng nhiều tuyến đường khác. Những chiếc xe đậu trái phép sẽ bị kéo đi ngay lập tức cho nên quý vị xin hãy lưu ý. Ngoài ra thì công việc làm đường đang diễn ra trong thành phố cũng đang gây ra tình trạng đóng cửa trên nhiều đường phố khác nhau. Không có lịch đóng cửa tàu điện ngầm nào trong những ngày tới và mọi người được khuyến khích là hãy sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là khi dịch vụ đang tăng cường cho lễ hội hóa trang Carnival. Các sự kiện quy mô lớn khác bao gồm lễ hội âm nhạc Bell, Scarborough Rift Fest, Toronto Party Fest, lễ hội We Are Lost, Toronto Diversity Festival, lễ hội bắn pháo hoa tại Canada's Wonderland, và lễ hội Queens of the Stone Age. Đối với quý vị mà là fan của nữ ca sĩ Taylor Swift thì tin mừng là Taylor Swift sắp đến Canada, nhưng bạn thật sự có thể mua được vé hay không lại là một vấn đề khác. Cho đến nay, người hâm mộ Canada đã phải xem chuyến lưu diễn Eras ngày càng mở rộng của Taylor Swift thông qua các clip về các buổi biểu diễn cháy vé ở những nơi khác. Một số may mắn thì thậm chí còn rời khỏi đất nước chỉ để tham dự một buổi hòa nhạc. Nhưng rốt cuộc thì siêu sao nhạc pop này sẽ đến Canada với 6 buổi biểu diễn trong khoảng thời gian 10 ngày tại trung tâm Rogers ở Toronto vào tháng 11 năm 2024. Khi có tin tức vào thứ năm rằng Canada sẽ được thêm vào chuyến lưu diễn quốc tế bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái thì người hâm mộ đã không lãng phí thời gian để cố gắng giành vé. Vé được bán vào hôm thứ ba. Trong thời gian chờ đợi thì Swifties, tức là các fan hâm mộ của Taylor Swift, có thể đăng ký một số lượng vé hạn chế thông qua chương trình dành cho người hâm mộ đã được xác minh của Ticketmaster cho đến 5 giờ chiều, giờ miền đông vào thứ Bảy này, tức là ngày mai. Chương trình giúp lọc ra những người mua muốn bán lại vé, nhưng Ticketmaster cảnh báo rằng việc đăng ký không bảo đảm là có vé, vì tiên đoán là nhu cầu sẽ nhiều hơn là vé có sẵn. Taylor Swift đã bán hết vé tại các sân vận động ở Hoa Kỳ cũng như là châu Âu trong chuyến lưu diễn hiện tại của cô ấy. Đó là một vé khó khăn để có được. Trước khi ngày diễn ở Toronto được công bố, một số người Canada đã mua vé để xem Swift ở nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả trước khi Ticketmaster chính thức bán vé cho người hâm mộ, các đại lý đã niêm yết vé với giá ngất ngưỡng, một con số mà vượt quá cả tháng tiền thuê nhà. Danh sách đầu cơ từ những người bán không chính thức đang cung cấp vé với giá bốn con số và ngay cả những chỗ ngồi rẻ nhất cũng có giá là hơn 1.000 đô la. Era Tour của Taylor Swift sẽ diễn ra tại Toronto trong 6 đêm vào ngày 14, 15, 16, 21, 22 và 23 tháng 11 năm 2024. Chặng lưu diễn tại Hoa Kỳ đã trải qua nhu cầu quá cao và thậm chí là còn làm sập trang web của Ticketmaster. Tác động đến kinh tế được cho là khủng. Andrew Weir là phó chủ tịch điều hành của Destination Toronto, cho biết hiệu ứng nhỏ giọt mà những buổi biểu diễn này sẽ gây ra đối với các doanh nghiệp khác trong thành phố sẽ rất là đáng kể nó không chỉ là một vé buổi hòa nhạc. Phân tích về có phải Taylor Swift đang cứu nền kinh tế hay không, Phó Chủ tịch điều hành của Destination Toronto ông Andrew Weir nói rằng những người đến xem họ tiêu thụ không chỉ là sự kiện, họ ở đây xem buổi hòa nhạc mà còn cả khách sạn, nhà hàng, có thể đi làm một số việc khác khi họ ở trong thị trấn như là mua sắm. Vì vậy tác động kinh tế là rất lớn và chúng tôi biết đây là loại sự kiện sẽ thu hút du khách. Vào tháng 6, công ty nghiên cứu trực tuyến Quarsen Pro đã công bố kết quả nghiên cứu về chi tiêu của người hâm mộ. Ước tính là chuyến lưu diễn Eras của Taylor Swift sẽ tạo ra 5 tỷ đô la Mỹ trong hoạt động kinh tế ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã cho biết là một người xem hòa nhạc trung bình đã chi 1.300 đô la cho mỗi buổi biểu diễn. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái Thưa quý vị, và cuối ngày giao dịch hôm nay thì một đô la Canada đang đứng ở mức 0,7490 đô la Mỹ và bằng 0,6845 đồng euro. Một đô la Canada thì đổi được khoảng 17.738 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 23.740 đồng Việt Nam. Giá vàng tăng lên mức 1.942,80 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.600 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin tức Canada nổi bật trong ngày sẽ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi sau đây chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế đáng chú ý trong ngày cùng với hoàng anh